rắn hổ mang chúa nằm giữa đường gây ùn tắc giao thông, VN Express. Rắn hổ mang chúa nằm giữa đường gây ùn tắc giao thông ở Ấn Độ. Một con rắn hổ mang chúa dài hơn 2 mét hôm 19 tháng 4 bất ngờ nằm phơi nắng giữa con đường đông đúc ở thành phố Chennai, bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ, lo sợ bị con vật nguy hiểm tấn công. Nhiều phương tiện không dám di chuyển khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng. Những cảnh quay được người dân ghi lại cho thấy con rắn kịch độc nằm vắt ngang qua vạch kẻ đường và liên tục ngóc đầu lên đe dọa các phương tiện đi qua các quan chức lâm nghiệp địa phương đã có mặt tại hiện trường sau khi nhận được điện báo để xử lý con vật. Con rắn được đưa ra ngoài lề đường và nó nhanh chóng trốn thoát qua một lỗ nhỏ trên mặt đất. Rắn hổ mang chúa thường không chủ động tấn công con người nhưng với nọc độc cực mạnh cùng việc thường xuyên xuất hiện trong khu dân cư, chúng được đánh giá là một loài nguy hiểm. Đây là loài rắn độc dài nhất thế giới khi có thể phát triển tới chiều dài 7 mét. Hổ mang chúa sinh sống chủ yếu ở các vùng nhiệt đới trải dài từ Ấn Độ đến Đông Nam Á. Đoàn Dương, theo News Flare.